Vâng, xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh thân yêu, cùng những trái tim nhân ái đã và đang đồng hành cùng Hoa Cúc Trắng trên mọi hành trình nơi 12 huyện thành phố ở mảnh đất Nam Tây Nguyên này. Vô cùng cảm ơn những tấm lòng đang có mặt tại sân trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, xã Mỹ Đức, huyện Đà Tẻ ngày hôm nay để chúng ta cùng trao đến cho bông Hoa Cúc Trắng đầy nghị lực, hiếu thảo, Đỗ Thị Hoa, cho em một cơ hội để thay đổi số phận và chắp cánh cho ước mơ đến trường của em. Và sau đây, xin mời bông Hoa Cúc Trắng của chương trình, em Đỗ Thị Hoa cùng bước lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, trong cơn bị cực nhất, ở mái nhà nghèo thuộc xã Mỹ Đức, huyện Đà Tẻ, vẫn sáng tấm lên những ân tình, là chữ hiếu với cha, với mẹ, là nghĩa vợ chồng, là tình cảm của mỗi thành viên dành cho nhau, mà tội nhất là những đứa trẻ quá hiếu thảo và quá hiếu chuyện. Những ngày hè này, thương mẹ gồng gánh cả gia đình khi bà nội thì bị loa, còn cha thì mắc bệnh tâm thần. Ba anh em còn quá nhỏ, bé Hoa gạt nước mắt xa gia đình lên ở với dì họ, làm đủ mọi công việc để trông vào số tiền công dì thương cho ba chị em để có tiền mua quần áo, sách vở và phụ mẹ đóng tiền đầu học năm học mới và để không có đứa nào phải nghỉ học. Dù là tạm thời, nhưng con chẳng lo được xa, chẳng tính được nhiều. Con chỉ mới 13 tuổi. Với sức bóc gầy gò của mình, ngoài tình thương của chị, chắc cũng chẳng ai thuê. Thôi thì đi học được thêm năm nào, với con, với ba chị em là thêm một năm hy vọng. Bởi bao nhiêu nhọc nhằn gồng gánh của mẹ, kể cả những công việc nặng nhọc nhất, vẫn không thể nào đủ lo cho cuộc sống của 6 con người. Hoa thấy hết, hiểu hết và thương mẹ biết bao nhiêu. Con chẳng dám tủi thân, tủi phận mà chỉ muốn cố gắng thật nhiều. Con không dám nghĩ tới ngày mai, bởi phía trước là bao điều mông lung, không thể đoán định, không biết sẽ làm khó mấy nhà nghèo của con, làm khó cho mẹ con và những em con như thế nào nữa. Ngôi nhà của con được xây nên bằng sự chăm chỉ cần cù của bố mẹ với bao chịu thương chịu khó. Nhưng tai họa ập tới khiến mái nhà của con chẳng còn được yên bình. Những hàng gạch vẫn còn nguyên như ngày chưa xây xong, dở dang, không thể tiếp tục. Dù 6 con người trong gia đình ấy vẫn đang gắng sức trước bão giông của cuộc đời. Dở dang như chính ước mong về ngày mai của gia đình khốn khó này. Và ngày hôm nay, khi chúng ta có mặt ở đây thì thương cảm thay, mẹ của con lại vừa phải đưa ba con đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở thành phố Hồ Chí Minh sau một tai nạn ngã và mang thương tích khá là nặng. Vậy là những khó khăn lại chồng chất khó khăn trong mái nhà nghèo ấy. Vâng, chúng tôi hy vọng rằng những trái tim đang có mặt ngay tại sân trường này ngày hôm nay và những trái tim đang dõi theo đồng hành cùng Hoa Cúc Trắng, chúng ta hãy cùng thắp lên hy vọng để cầu mong cho ba của em Hoa sớm mau bình phục và thắp lên hy vọng tiếp thêm động lực cho bé Hoa có thêm nghị lực để vững bước trên con đường phía trước. Thưa quý vị, và ngay sau đây là suất học bổng đầu tiên dành tặng cho em Đỗ Thị Hoa, học sinh lớp 7D, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, xã Mỹ Đức, huyện Đà Tẻ, phần học bổng 3 triệu đồng từ quỹ Gala 20 năm hành trình từ trái tim của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Vân Hảo, Phó trưởng phòng chuyên mục và văn nghệ giải trí Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng phụ trách chương trình sẽ lên trao. Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Vân Hảo. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì quỹ học bổng thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng của tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng có suất học bổng là 1 triệu đồng trao tặng đến cho em Đỗ Thị Hoa. Và chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu anh Nguyễn Đình Hưng Thịnh, cán bộ tỉnh đoàn sẽ đại diện cho tỉnh đoàn Lâm Đồng lên trao quà. Vâng, xin được cảm ơn phần quà của tỉnh đoàn Lâm Đồng. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo đây là suất học bổng 5 triệu đồng từ Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã gắn bó và đồng hành cùng Hoa Cúc Trắng trong suốt thời gian qua. Với phần học bổng này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Lê Quang Duy, Phó phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đà Tẻ sẽ đại diện lên trao quà. Xin kính mời ông ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Và ngay sau đây là sự đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng với suất học bổng 13 triệu đồng
dành cho bông hoa cúc trắng Đỗ Thị Hoa, lớp 7B, trường Trung học phổ thông Tây Quý Đô, xã Mỹ Đức, huyện Đà Tẻ. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin kính mời bà Lê Thị Thu Huyền, bí thư huyện đoàn, sẽ đại diện lên trao quà. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, trong suốt thời gian qua trên hành trình tiếp sức cho học trò nghèo trên khắp mọi miền của quê hương Lâm Đồng thì chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của rất là nhiều những đơn vị, tập thể đã cùng đồng hành với chúng tôi để mang đến cho các em học sinh nghèo một cơ hội đến trường. Và hôm nay trong chương trình này thì chúng ta sẽ được tiếp nhận một món quà từ công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, phần học bổng trị giá 5 triệu đồng dành tặng đến cho em Đỗ Thị Hoa để giúp em có thêm điều kiện đến trường. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời chị Vân Hảo, Phó trưởng phòng chuyên mục và văn nghệ giải trí Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng sẽ đại diện lên trao quà. Xin kính mời chị. Cảm ơn, xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục công bố những yêu thương là những tình cảm động viên khích lệ của chính quyền sở tại địa phương, của quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh và những tấm lòng nhân ái gần xa dành trao đến cho em Đỗ Thị Hoa trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được mời phần quà của Thường trực Huyện ủy Đà Tẻ, phần quà 2 triệu đồng. Và với phần quà này, chúng tôi xin kính mời đồng chí Phan Đức Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đà Tẻ sẽ lên trao quà. Xin kính mời. Dạ vâng, xin cảm ơn. Và tiếp theo đây, về phía Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, phần quà 1 triệu đồng cũng sẽ được gửi đến cho em Đỗ Thị Hoa. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện sẽ lên trao quà. Xin kính mời ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Về phía hạt kiểm lâm huyện Đà Tẻ, ngày hôm nay có phần quà là 2 triệu đồng dành đến cho em Đỗ Thị Hoa. Chúng tôi xin mời đại diện của hạt kiểm lâm huyện Đà Tẻ lên trao quà. Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo chúng tôi xin được mời phần quà của Bưu điện huyện Đà Tẻ, phần quà 2 triệu đồng. Xin kính mời bà Phạm Thị Kiều, Giám đốc Bưu điện huyện Đà Tẻ sẽ đại diện lên trao quà. Dạ vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo đây là phần quà từ đoàn xã Mỹ Đức, phần quà 500 ngàn đồng. Xin kính mời đại diện của đoàn xã Mỹ Đức lên trao quà. Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo đây chúng tôi xin được mời phần quà đến từ Hội Nông dân huyện Đà Tẻ, phần quà 500 ngàn đồng. Xin kính mời đại diện của Hội Nông dân huyện Đà Tẻ lên trao quà. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Và tiếp theo đây xin được mời phần quà của cựu học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, niên khóa 1997-2000, phần quà trị giá 4 triệu đồng. Xin mời đại diện của cựu học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn lên trao quà. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Và tiếp theo đây chúng tôi xin được mời anh Hoàng Văn Tám và chị Mai Thị Xuyến là phụ huynh học sinh lớp 7B ngày hôm nay cũng có phần quà là 700 ngàn đồng để gửi tặng đến cho em Đỗ Thị Hoa của chúng ta. Xin kính mời anh chị. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Và sau đây chúng tôi xin mời đại diện của quán Cô Liên, phân hiệu trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, hôm nay có phần quà là 2 triệu đồng dành đến cho em Đỗ Thị Hoa. Xin kính mời cô Liên lên trao quà. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Về phía Liên đội trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, ngày hôm nay có phần quà là 500 ngàn đồng. Xin mời đại diện của Liên đội trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, chúng ta cùng lên trao quà nhé. Rồi, cảm ơn con nhiều. Tiếp theo đây là phần quà của đoàn trường và tập thể học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, phần quà trị giá 4 triệu 305 ngàn.
Xin kính mời đại diện của đoàn trường sẽ lên trao quà. Xin cảm ơn em. Tiếp theo đây chúng tôi xin được mời phần quà đến từ Thanh Tra huyện Đà Tẻ, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời đại diện của Thanh Tra huyện Đà Tẻ lên trao quà. Cảm ơn, xin cảm ơn ạ. Vâng, và với rất nhiều tình yêu thương cũng như là sự quan tâm thì ngày hôm nay cán bộ giáo viên, công nhân viên trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cũng có món quà là 6.800.000 đồng để dành tặng đến cho em Đỗ Thị Hoa. Và với món quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy Hoàng Xuân Khánh, hiệu trưởng nhà trường sẽ đến trao quà. Xin kính mời thầy. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Tiếp theo đây là phần quà của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Tẻ. Đó là một chiếc xe đạp để giúp cho em Đỗ Thị Hoa có thêm điều kiện thuận lợi để đến trường mỗi ngày. Và với phần quà này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Vân, chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Tẻ sẽ lên trao quà. Xin kính mời ạ. Dạ vâng, một chiếc xe đạp rất là đẹp ạ. Vâng, xin cảm ơn món quà từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Tẻ rất nhiều ạ. Tiếp theo đây chúng tôi xin được mời phần quà từ huyện đoàn Đà Tẻ, phần quà là 2 triệu đồng. Xin kính mời chị Thu Huyền, đại diện cho huyện đoàn Đà Tẻ sẽ lên trao quà. Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo đây chúng tôi xin được mời phần quà từ phòng giáo dục đào tạo huyện Đà Tẻ, phần quà 1.600.000 đồng và cùng với đó là món quà từ shop quần áo Diệu Chi 500.000 đồng. Và với những phần quà này xin kính mời ông Lê Quang Duy, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Đà Tẻ sẽ lên trao quà. Xin kính mời ạ. Chúc con cố gắng lên mọi sống nhất. Dạ vâng, xin được cảm ơn ạ. Tiếp theo đây là phần quà đến từ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức, phần quà 2 triệu đồng. Và xin được kính mời ông Hoàng Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức lên trao quà. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Tiếp theo đây chúng tôi xin được mời phần quà của Trung tâm Văn hóa huyện Đà Tẻ, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời ông Phạm Công Tám, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Đà Tẻ lên trao quà. Dạ vâng, xin được cảm ơn ạ. Về phía Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Mỹ Đức ngày hôm nay cũng có phần quà là 1.200.000 đồng gửi tặng đến cho em Đỗ Thị Hoa. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Đức lên trao quà. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Về phía Liên đoàn Lao động huyện Đà Tẻ ngày hôm nay có phần quà là 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Phạm Thị Yến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện sẽ đại diện lên trao quà. Xin kính mời. Cảm ơn, xin cảm ơn ạ. Tiếp theo đây chúng tôi xin được mời phần quà của Công an huyện Đà Tẻ, phần quà 1 triệu đồng. Xin được kính mời ông Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng Công an huyện Đà Tẻ sẽ đại diện lên trao quà. Xin kính mời ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn. Về phía Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện Đà Tẻ ngày hôm nay cũng có phần quà là 1 triệu đồng để dành tặng đến cho bông hoa cúc trắng của chương trình. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đà Tẻ sẽ đại diện lên trao quà. Xin kính mời. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay cùng với những phần quà đã được trao đến tận tay của em Đỗ Thị Hoa, chúng tôi còn tiếp nhận rất là nhiều những tình cảm, yêu thương, sự động viên khích lệ từ các đơn vị, tập thể, các cá nhân trong và ngoài huyện cũng đã gửi trao thông qua chương trình những phần quà để động viên em trên con đường học tập. Và chúng tôi xin được tiếp tục công bố những phần quà này. Ủy ban Nhân dân thị trấn Đà Tẻ 2 triệu đồng. Trường Tiểu học Mỹ Đức 300.000 đồng. Trường Tiểu học Hùng Vương 500.000 đồng. Doanh nghiệp quảng cáo Bé Kỳ 1 triệu đồng. Kho bạc Đà Tẻ 1 triệu đồng. Trường Mầm non Phong Lan 200.000 đồng. Doanh nghiệp Uy Long 1 triệu đồng.
thầy Hồ Quốc Toán 500.000 đồng, trường mầm non Hoàng Anh 300.000 đồng, trường mầm non Đồng Tâm 300.000 đồng, mặt trận Tổ quốc huyện 2 triệu đồng, hội cựu chiến binh huyện 500.000 đồng, hội phụ nữ huyện 500.000 đồng, đảng ủy xã Đà Lây 1 triệu đồng, anh Tuấn, chị Thanh ở xã Mỹ Đức 300.000 đồng, nhóm từ thiện nữ khối ủy ban nhân huyện 1 triệu đồng, phòng lao động thương binh xã hội huyện Đà Tẻ 500.000 đồng, phòng tư pháp huyện Đà Tẻ 500.000 đồng, bác biển bảo vệ 200.000 đồng, bác thành bảo vệ 200.000 đồng, học sinh khối trung học cơ sở 1.800.000 đồng, anh Nguyễn Văn Nam ở Mỹ Đức 200.000 đồng, một nhà hảo tâm giấu tên 200.000 đồng, phòng tài chính kế hoạch huyện Đà Tẻ 500.000 đồng, trường tiểu học Trần Quốc Toản 300.000 đồng, trường tiểu học Lê Lợi 350.000 đồng. Và tiếp theo về phía ủy ban nhân dân xã Quốc Oai 1 triệu đồng, trường tiểu học Quảng Trị 500.000 đồng, trường trung học cơ sở Hương Lâm 300.000 đồng, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi 500.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, và thật xúc động khi mỗi chương trình thì Thanh Hải đã được xướng tên những tên gọi của những khán giả, những người bạn vô cùng thân thuộc của Hoa Cúc Trắng đã luôn đồng hành với chương trình trên mọi miền quê Lâm Đồng để chắp cánh cho hàng trăm học sinh nghèo, với danh sách mỗi ngày được nối dài thêm bằng rất nhiều những tình thương và hy vọng gửi gắm. Và Thanh Hải sẽ được tiếp tục công bố những phần quà trân quý này. Quỹ bảo trợ trẻ em Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng 2 triệu đồng, công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng số 4 Hồ Tùng Mậu thành phố Đà Lạt 1.500.000 đồng, công ty xăng dầu Lâm Đồng 2 triệu đồng, công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng số 50 Hùng Vương Đà Lạt 3 triệu đồng, truyền tải điện Lâm Đồng 174 số viết nghệ tỉnh Đà Lạt 1 triệu đồng, chú Nguyễn Minh Phước nhà máy Icon Bảo Lộc 500.000 đồng, chú Dương Công Nghiệp cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng 500.000 đồng, chú Nguyễn Tấn Lộc, Đài Phát thanh và Truyền Lâm Đồng 500.000 đồng, chú Tài An ở 140 đội cấn Bảo Lộc 500.000 đồng, ông Phạm Văn Được, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng 300.000 đồng, Công đoàn Cơ sở Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng 800.000 đồng, anh Đoàn Như Chinh ở Đà Lạt 500.000 đồng, chị Thanh Xuân, nhân vật Hoa Cúc Trắng năm 2006 1 triệu đồng. Gia đình anh Châu, karaoke Sắc Màu Cuộc Sống, đường Hai Bà Trưng, Đà Lạt 500.000 đồng, Hòa Thượng Thích Viên Thanh, chùa Vạn Hạnh 500.000 đồng, Thượng Tọa Thích Vạn Trí, chùa Vạn Đức 1 triệu đồng, Cơ sở Thiết bị Dạy học Đức Toàn 500.000 đồng, Nhà may Hữu Dư 74 Hàng Thuyên, Đà Lạt 500.000 đồng, Nhà thuốc Nhân Hòa, Đà Lạt 500.000 đồng, chị Đặng Thị Như Ánh 98B Lý Nam Đế, Đà Lạt 1 triệu đồng, em Minh Mẫn số 7A Nguyễn Hiểu, Đà Lạt 400.000 đồng, cô Võ Thị Thu Thảo, Đài Phát thanh và Truyền Lâm Đồng 300.000 đồng, cà phê Gái Sang Bảo Thuận Chí Linh 500.000 đồng, một chị ở Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, một anh ở Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, chùa Phước Đức Khe Sanh Đà Lạt 500.000 đồng và 20 cuốn vở, mì Quảng Hằng 65 Trần Trình Đà Lạt 300.000 đồng, tịnh độ Phật tử chùa Linh Sơn Đà Lạt 500.000 đồng, chị Kim Loan giáo viên trường Tân Hội Đức Trọng 200.000 đồng, em Trương Quang Hùng, cựu học sinh trường Chuyên Thăng Long Đà Lạt 200.000 đồng, cán bộ công nhân viên Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Phương phường 8 Đà Lạt 200.000 đồng, chị Thủy ở 26 Hàng Thuyên Đà Lạt 200.000 đồng, bé Nguyên Khánh 14/16 đường 3 tháng 4 phường 3 Đà Lạt 200.000 đồng, anh Trương ở Đà Lạt 100.000 đồng, cháu Trần Anh Kiên ở Đà Lạt 500.000 đồng, gia đình cô Châu 9A Hai Bà Trưng 100.000 đồng, hai cháu Kiến Minh, Kiến Quốc ở đường Huyền Trân Công Chúa Đà Lạt 200.000 đồng, chị Phan Thị Thanh Nhàn, H83 Nguyễn Thị Nghĩa Đà Lạt 500.000 đồng, chú Võ Văn Hoài thành phố Đà Lạt 500.000 đồng, ông bà Huỳnh Khảm, Huỳnh Thị Bông, hai cháu Phước Lộc ở lô 4A Mạc Định Chi phường 4 Đà Lạt 500.000 đồng, ông Nguyễn Văn Cang 100.000 đồng, gia đình anh Trung Nhân ở thành phố Bảo Lộc 500.000 đồng, Viện Kiểm sát huyện Đà Tẻ 500.000 đồng, chi đoàn Viện Kiểm sát Tòa án Thiên án huyện Đà Tẻ 500.000 đồng, Ủy ban nhân dân xã Trà Kho 1 triệu đồng, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Đà Tẻ 500.000 đồng, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Tẻ 500.000 đồng, Trường Mầm non Hưng Lâm Đà Tẻ 300.000 đồng, Trường Mầm non Đà Ban Đà Tẻ 300.000 đồng, Trường Mầm non Hòa My Đà Tẻ 200.000 đồng, Trường Trung học Cơ sở Quốc Oai Đà Tẻ 200.000 đồng, Ủy ban nhân dân xã Đà Ban 1 triệu đồng, Quán Hoa Sữa đường Tam Bạc Hổ Đà Lạt 400.000 đồng, Em Nguyễn Đạo Đức Nguyên ở Đà Lạt 200.000 đồng, Giò chả Quốc Hương Đà Lạt 200.000 đồng, cửa hàng điện máy Trần Trung đường 3 tháng 2 và khu Hòa Bình Đà Lạt 500.000 đồng, chị Lâm Ngọc Trầm quán cơm Đức Hoàng đường Quang Trung Đà Lạt 500.000 đồng, chị Trần Thị Lệ Thùy quán Cú Đức Đà Lạt 400.000 đồng.
Và tiếp theo là chị Trần Thị Tiêu, khu quy hoạch Phan Đình Phùng 100.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Lộc, 27X Ngô Thụy Sĩ 500.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Xuân Yến ở Đà Lạt 100.000 đồng. Cháu Hoàng Khải Minh 100.000 đồng. Cháu Hoàng Bảo Châu 100.000 đồng. Công ty huyện Nhật Tân Đà Lạt 500.000 đồng. Dung Cao Vĩnh Xuân 200.000 đồng. Anh Nguyễn Xuân Thành, Lá Phong Đà Lạt 300.000 đồng. Cửa hàng điện tử Ý, thành phố Đà Lạt 500.000 đồng. Anh chị Thi Cương, Chợ Mới Đà Lạt 300.000 đồng. Anh chị Trang Thiện ở Chợ Mới Đà Lạt 300.000 đồng. Anh chị Nghi Đại ở Chợ Mới Đà Lạt 200.000 đồng. Cô gái bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Cô Ngọc bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Cô Thanh Thanh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Chị Sen Thủy bán tôm chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Chị Ánh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Cô Bén Tài bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Cô Tí bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Chị Xuân Hoa bán cá ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Sách báo Minh Cúc chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng. Chị Xuyên chợ Liên Nghĩa 250.000 đồng. Anh chị Huy Thoa chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng. Chị Bích chợ Liên Nghĩa 100.000 đồng. Chị Phương Thúy chợ đầu mối Đức Trọng 300.000 đồng. Anh chị Dũng Hương chợ đầu mối Đức Trọng 200.000 đồng. Cháu Nhung 50.000 đồng. Chị Phan Già ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng. Chị Bắc 50.000 đồng. Anh Trung ở Đức Trọng 200.000 đồng. Chị Hồng Lục ở Đức Trọng 200.000 đồng. Gia đình cô Cam ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Chị Thủy Tâm chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Chị Hương bán thịt bò ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng. Quầy cơm Khánh Linh ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng. Bác Thiệp ở 52 Trần Trình Đà Lạt 100.000 đồng. Chị Thương ở đường Phan Đình Phùng Đà Lạt 200.000 đồng. Em Đàm Hải Đăng ở 33 Quang Trung Đà Lạt 100.000 đồng. Ông bà Thân Dữ ở đường Lưỡi Gia Đà Lạt 100.000 đồng. Cháu Phí Triệu Minh 100.000 đồng. Cháu Nguyễn Tuấn Khôi 100.000 đồng. Anh Đoàn, Ban Quản lý chợ Đà Lạt 200.000 đồng. Cô Kiều ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng. Một cô ở phường 9 Đà Lạt 100.000 đồng. Cô Thanh Xuân ở 19 Bis Lê Hồng Phong Đà Lạt 200.000 đồng. Và có mặt hôm nay cùng với Hoa, đó là mẹ của em, chị Mai Tiên. Một người vợ đã tảo tần gồng gánh gia đình trong suốt 3 năm qua. Và vừa rồi, chị đã phải đưa chồng mình sau một tai nạn bất ngờ ập đến xuống bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Thì ngày hôm nay chị cũng đã sắp xếp thời gian để đến với chương trình. Và chúng tôi xin được mời chị Mai Tiên cùng đứng về sân khấu để trao chuyện với chúng ạ. Và ngày hôm nay cùng với sự góp sức và chung tay của chính quyền địa phương, của những tấm lòng nhân ái gần xa, như từ đầu chương trình tới giờ thì chị cũng đã chứng kiến, thì em Hoa đã nhận được rất là nhiều những sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ từ cộng đồng. Và ngày hôm nay thì chị có điều gì để muốn gửi đến tất cả những tấm lòng nhân ái để tiếp sức cho con chị hay không? Trước tiên em xin cảm ơn chương trình Hoa Cúc Trắng đã làm cầu nối, cảm ơn chính quyền địa phương, nhà trường, cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm đến em và gia đình. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng là việc đi học của các con luôn là một cái nỗi lo canh cánh trong lòng chị trong suốt bao năm qua. Và ngày hôm nay thì cái phần học bổng 120 triệu đồng dành tặng cho em Hoa thì có lẽ đã giúp cho chị vơi bớt đi phần nào cái nỗi lo đó. Chị có khi nào nghĩ tới một cái số tiền lớn như vậy sẽ được dành tặng cho con mình từ cái nghị lực và lòng hiếu thảo vươn lên trong cuộc sống của con không? Vâng, chị em không nghĩ là tiền cháu được nhận quá nhiều chị so với mức tưởng tượng của em chị. Ráng em mong muốn là các con chăm ngoan học tập để không phụ lòng và giúp đỡ của mọi người. Và Hoa này, từ đầu chương trình tới giờ đó, con nghe danh sách cô đọc rồi đúng không? Tên những cái nhà hảo tâm, những cơ quan đơn vị, những thầy cô, những bạn bè trong và ngoài huyện, ngay cả trong tỉnh Lâm Đồng nữa. Từ những cô bán rau, những em học sinh rất là nhỏ, những thầy cô, bạn bè và chính quyền địa phương đã dành tặng cho con rất là nhiều cái sự yêu thương như vậy để giúp cho con thực hiện cái ước mơ đến trường của mình. Có lẽ là đó là ước mơ lớn nhất của con lúc này, phải không? Dạ, vâng, cảm ơn các chương trình Hoa Cúc Trắng và các chính quyền địa phương, nhà trường, các anh, chị em với cả thầy trưởng. Dạ, con vừa sẽ học tập cho phụ mẹ làm để không phụ sự mong đợi của mọi người. Vâng, chúng ta cùng chúc cho em Đỗ Thị Hoa sẽ thực hiện được ước mơ của mình, cũng chính từ bởi những cái sự giúp đỡ quan tâm của tất cả những tấm lòng nhân ái gần xa. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, và ngay lúc này chúng tôi xin được kính mời
Thầy Nguyễn Văn Khải, phó hiệu trưởng nhà trường cũng cùng lên sân khấu và có đôi điều muốn gửi đến tất cả quý vị đang hiện diện trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của quý vị đã tiếp thêm động lực to lớn cho em Hoa và gia đình vượt qua khó khăn. Hành động đẹp của quý vị không chỉ mang lại niềm vui cho em Hoa mà còn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tình người, về sự chia sẻ trong cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng việc hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái của cộng đồng. Sự giúp đỡ này không chỉ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu tình thương. Thay mặt cho nhà trường, chúng tôi xin hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em Hoa được học tập và rèn luyện xứng đáng với sự quan tâm của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, các đoàn thể để chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp các em tiếp tục đến trường. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Văn Khải, phó hiệu trưởng nhà trường rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ tấm lòng của người thầy. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đang hiện diện tại đây ngày hôm nay, cũng như tất cả những tấm lòng nhân ái gần xa đã và đang dõi theo cùng chương trình Hoa Cúng Trắng. Cảm ơn bởi những ân tình đã, đang và sẽ cùng Hoa Cúng Trắng trao đi để viết nên những phép màu có thực trên mảnh đất Nam Tây Nguyên, cho tương lai của thế hệ trẻ, cho ngày mai của các em tươi sáng với bao hoài bão và khát khao. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều và mong rằng trong thời gian tới chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ từ quý vị để chúng ta có thêm nhiều những em học sinh nghèo sẽ được tiếp sức tới trường và thắp sáng ước mơ cho các em. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.